Rồi, video ngày hôm nay chú ý đến quý anh chị cái giá trạch thịt, trạch thương phẩm của cái loài trạch đồng trong tháng 4 2024. Thì hiện nay cái giá trạch thịt, trạch thương phẩm của cái loài trạch đồng nó đang rất là cao. Bên em đang thu mua vào từ 120 đến 130.000 trên 1 kg. Thì những video lần trước mà bên em chia sẻ thì đối với cái loài trạch đồng hiện tại là nó đang bị cạn kiệt, cho nên là bà con bắt được rất là ít. Mà những cái video lần trước bên em chia sẻ thì cái giá trạch thịt, trạch thương phẩm nó cũng đang rất là thấp. Tuy nhiên thì cái video ngày hôm nay bên em chia sẻ thì hiện nay thì giá thành nó đang lên rất là cao. Nó có nhiều nguyên nhân để dẫn đến cái giá trạch thịt, trạch thương phẩm hiện tại nó đang lên cao. Nguyên nhân thứ nhất thì là do cái thời tiết nắng nóng cũng như là cái lượng trạch đồng tự nhiên nó ít đi, dẫn đến bà con họ kiếm được ít, cho nên là cái giá thành nó cao. Nguyên nhân thứ hai thì hiện nay thì đang bắt đầu vào mùa nắng, thì những các cái nhà hàng cũng như những các cái quán nhậu họ hoạt động trở lại và bán được rất là nhiều. Nguyên nhân thứ ba nữa thì hiện nay là cái khu vực em sinh sống, cái mùa du lịch của Sầm Sơn đang rất là nhộn nhịp, nên là dẫn đến cái nguồn trạch thịt, trạch thương phẩm của cái loài trạch đồng ở dưới Sầm Sơn họ tiêu thụ rất là lớn, cho nên đang đẩy cái giá trạch thịt, trạch thương phẩm của cái loài trạch đồng nó cao. Hiện nay thì bên em cũng đang đóng hàng đi nhá. Cái nguồn nhà trạch tự nhiên nó rất là ít, hôm nay bên em chỉ có hơn 10 kg thôi, còn đây là cái khay lươn của bên em. Nguồn lươn này bên em cũng đang bắt đầu đóng để gửi cho khách hàng. Nguồn lươn này là lươn đồng tự nhiên quý anh chị nhé. Thì video ngày hôm nay bên em chia sẻ cái giá trạch thịt, trạch thương phẩm. Bên em không cập nhật cái giá lươn, cho nên là hiện tại bên em đang đóng cái lươn thương phẩm này để gửi cho khách. Thì bên em cập nhật lại gửi đến quý anh chị. Quý anh chị lưu ý đây là lươn đồng tự nhiên và bên em đã lựa chọn rồi nhé, tức là những các cái con bé bên em đã lựa ra rồi đấy. Đấy. Nên là cái sọt lươn này là hoàn toàn là lươn chọn mà khách hàng bên em lựa chọn đến những các cái mẫu mà khách hàng họ đã lựa chọn. Còn cái lươn loại ra đây, đây là cái lươn loại ra của bên em nhé. Này, anh chị thấy rất là nhiều này. Đây, cái lươn này nó cũng rất là nhũa. Đây, anh chị thấy nó rất là nhũa nha. Đây, đây là cái lươn loại của bên em. Tức là lươn này là lươn tráng loại nè quý anh chị nha. Rồi, nếu quý anh chị có cần đến cái nguồn lươn thịt làm sẵn cũng như là cái nguồn lươn thương phẩm thì liên hệ qua bên em nhé. Bên em có để cái số điện thoại dưới cái màn hình mỗi video và bên em chia sẻ dưới cái phần mô tả. Điện thoại cũng như địa chỉ bên em để rất cụ thể dưới cái phần mô tả mỗi video quý anh chị nhé. Còn đối với cái nguồn trạch thịt, trạch thương phẩm thì theo bên em trong thời gian tới nó sẽ còn đi lên. Đó là theo nhận định của bên em quý anh chị nhé. Đấy, nó sẽ còn đi lên hoặc là có thể là giá nó chững lại, chưa có dấu hiệu xuống quý anh chị nhé. Đấy, đối với cái nguồn trạch thịt, trạch thương phẩm này thì hiện tại nó chưa có cái dấu hiệu đi xuống. Mà bên em nhận định là một nó sẽ đi ngang, hai là nó sẽ đi lên. Đấy, theo kinh nghiệm của bên em trong nhiều năm qua. Rồi, video ngày hôm nay bên em cập nhật cái giá trạch thịt, trạch thương phẩm trong tháng 4 2024 gửi đến quý anh chị. Thì mọi thông tin chi tiết cũng như về cái nguồn trạch thịt, trạch thương phẩm này liên hệ qua bên em nhé. Hoặc là có thể nhắn tin dưới cái video này. Đây là cái nguồn lươn thương phẩm của bên em, một cái loại lươn đồng nhé. Rồi, video ngày hôm nay bên em chia sẻ cái giá trạch thịt, trạch thương phẩm trong tháng 4 gửi đến quý anh chị.
Bên em cũng xin tạm dừng video tại đây nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video bên em. Bye bye quý anh chị, hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo.